Xin chào tất cả anh em đã đến với kênh Shippo Hải Nguyễn. Hôm nay là thứ bảy 1 tháng 7. Xin chúc cho anh em có một tháng mới được nhiều thành công trong công việc và gặp nhiều may mắn trong công việc. Hôm nay em lên một khách hàng để lên giao lưu với anh em. Thì chắc hôm nay em lên clip này rồi chắc em xin phép nghỉ một ngày, bởi vì em có đi công việc. Thì cách giao dịch của bên em vẫn là một chuyển khoản đủ free ship 2 code cộng giùm em 100k giá trị với 1 triệu cộng 200k giá trị trên 1 triệu giùm em, và free code anh em 10 triệu. 3 là ở Sài Gòn thì anh em tới trực tiếp tại Bình Tân. Địa chỉ của em với trên Google, anh em chỉ cần gõ Shippo Hải Nguyễn hoặc là số điện thoại của em là có địa chỉ và định vị tới nhà em. Rồi em xin giới thiệu tới anh em luôn ha, đỡ em mất thời gian của anh em. Đầu tiên em lên một con Slim mọi thuốc. Con này nó có cấn nè anh em, nhưng mà nó vẫn sử dụng bình thường, ok. Thẩm mỹ thì nó không có nhưng mà nó hoạt động bình thường ha. Con này là một con Slim xưa 1979 79 nè anh em ạ. Đây cấn nè ha. Và đây cấn nè ha. Rụt nó hơi ấy đem xử lý nó cắn. Hơi trời. Con này em không free ship nha anh em, 180k ha. Này anh em chịu free ship giùm em nha. Rồi em còn con thứ hai, một con tripod nữa, khắc full nắp ha, ăn màu full nắp, sản xuất 2010. Con này là mạ niken, có một lỗ chấm kim. Có một dấu cấn ha, nó có 2 điểm anh em, lề lối ok. Shippo full nắp limited 224,
sản xuất 203. Này có hơi profile lớp 3. Ở đây có một dấu té. Lớp bạc thì nhìn nó còn khá đẹp. Chỉ có ở đây nó có hơi phôi nhẹ đó. Chất lượng của La Mã rồi, La Mã cam rồi, La Mã có một dấu té màu, mặt sau có hơi xước trên lớp keo. Kiểu trái tim ba mặt, con này có dấu té nhẹ là nó hơi vuông góc xíu hơn em. Con này nó chỉ có một điểm đó thôi. Rất là đẹp luôn, ruột như mới luôn á. Người nam thấy không, như mới luôn, có xước nhẹ ngay chỗ cái mép này, hai bên mép, còn cái thành thì nó đẹp. Tất cả có những cái con này về hàng em chưa canh, chưa có canh cốt lại rồi hết, chưa canh năm cho anh em ok thì để em làm trứng cáp lại rồi em chỉnh năm cho anh em luôn. Cái gì này mà 2 tháng 7. Số 4 390 rồi, em lên một con mạ bạc cắt chủ đề bướm full nắp, sản xuất 205. Rồi đói đẹp, trên nắp có một điểm cấn. Cấn này nó xước xước đó. Quay cấn có một điểm này. Con này nó chỉ có một điểm đó thôi anh em. Và lớp cái lớp mạ bạc của nó vẫn còn đẹp, vẫn còn nguyên. Tất cả những cái con này em chưa có căn chỉnh gì hết không?
khá đẹp luôn anh em. Mấy cái con này anh em chốt yêu cầu em canh chỉnh năm, để em canh chỉnh năm em chưa có thời gian em làm. Số năm 390 luôn. Con này tổng thể chỉ có một điểm cấn thôi nha anh em, và cái lớp mạ bạc nó cũng còn nguyên. Chủ đề full nắp, chủ đề cũng đẹp. Rồi em lên cho anh em một cặp này nè. Nó đi một cặp nè. Đây một cặp gồm một regular và một slim. Hai con này đính đá zin, nó zin theo zip ha. Thì em để với em giới thiệu từng con. Nó được khác ăn mòn full nắp, chủ đề này là chủ đề về tình yêu. Anh em có thể để cái cặp này trưng bày nó cũng đẹp. Lớp mạ bạc còn nguyên ha. Cặp này hầu như là chưa qua sử dụng anh em. Con này thì có xước lỗi bảo quản nè. Anh em nhìn ruột ha. Nó có xước của cái mép nắp này nó có cà nè. Anh thấy không? Mép nắp này có cà. Ruột trùng năm. Trạng là cái ruột này em thấy là nó chưa qua sử dụng luôn anh em. Anh em thấy rõ ràng ha. Dạ con này thì nó có xước mặt sau do lỗi bảo quản nè. Tổng thể là ok hết ha, không có một vết té hay là gì cả. Rồi em tên cái tới con slim. Nó đi một cặp đó. À, nó cũng có hơi xước do lỗi bảo quản nè. Sức nhẹ chứ nha anh em, không bị vết gì hết, không có dấu té ngã gì cả. Em cho anh em thằng tay trái con slim này có hầm này, anh em xem ha. C08 ruột trùng năm luôn ha. Trưng bày cũng được, hoặc là ai có bạn gái thì mà biết hút thuốc mình chơi một cặp này là hết bài luôn. Rất là đẹp. Anh em lấy nguyên một cặp á thì lấy nguyên một cặp này á, em tính anh em 750 nguyên một cặp. Còn tính lẻ thì anh em thích lấy slim thì nhắn tin em, hoặc là hay thích lấy con regular thì nhắn tin cho em ha. Còn một cặp này em tính là 750. Một tháng 7 mã số 6 750 nhân 2 ha. Lấy một cặp thì 750. Rồi em lên mấy con La Mã. Đầu tiên là một con HB, chủ đề về Zippo. Sản xuất năm 96. Lề lối đẹp. Có cấn dầm, có té miếng,
cũng có cân miếng này 3-4 điểm gì đó. Ruột trùng 5 tháng nhưng xin chưa sửa chữa, có té 3-4 điểm thôi. Xin hãng về cá. Con này thì nó là chưa chăm săn nhưng mà nó có xước loại bao quản, nó hơi xước. Sản xuất năm 99. Xước sao thì không có thấy xước nè, trước nó có xước đây. Con này em cũng chưa canh chỉnh, anh em tự cảm nhận giùm em. Con này hiện tại nó vẫn còn đang gạt đá đây nè, cục đá anh em thấy nó xéo á. Và cái bất này nó có cháy xém do nó bị táp lửa. Trùng năm anh em, bụi nè ha. Em chưa canh chỉnh gì hết á, nó còn độ rơ của hãng. Anh em chốt thì có thể yêu cầu em làm âm canh chỉnh đúng cáp cho anh em. 1/7 mã số 8. Lên một con vinh tẹp. Con này là chủ đề thư riêng hãng nha anh em, thư của chủ tịch đầy đầu giọt lay đeo floater up zippo, chà đẻ của zippo. Sản xuất năm 91, con này nó có hơi sức tơ nhẹ. Sản xuất năm 91, một chủ đề thư đáng chơi. Chủ đề thư này là thư chủ tịch đời đầu giọt lay đeo, cha đẻ của zippo. Nó có té dập nhẹ thôi nha, dập nhẹ chứ không có cấn mớp gì nặng ha anh em ha. Nó có sức hơi sức tơ. Nó hơi sức tơ lọc mèo. Chủ đề này em bao zin hãng chủ đề thư, lề lối đẹp. Ruột trùng năm rõ bạch, 1 tháng là y. Ruột trùng năm rõ bạch luôn ha anh em ạ. Chưa sửa chữa, chủ đề zin, chủ đề thư trên lồng bên tẹp 37, thư này chủ tịch đại đầu. Mã số 9.
800k. Một con đẹp nhưng mà không có chữ ký của chủ cũ. Cái này anh em có thể nếu mà ok chốt, em có thể tặng cho một cái emblem để mà lắp được cái chữ này. Chủ đề zin, chủ đề phi công hải quân, emblem zin hãng nha anh em. Emblem này zin theo zip này luôn. Tình trạng của con này á, thì nó đây nó có té nhẹ vuông góc rồi nè. Tình trạng của con này thì để em xem, nó rất là đẹp. Nó thực sự là nó nhìn nó như mới luôn á. Có dấu khắc của chủ cũ nè. Cái này nó có một cái dấu hơi bị té nhẹ. Ruột thì chưa có thấy dấu hiệu của châm xăng. Anh em nhìn lòng trong nè ha. Hầu như là nó chưa có dấu hiệu của châm xăng. Con này sử dụng ruột mờ giai đoạn. Con này chủ đề mà nó không bị khắc thì chứ mà nó nằm ở tầm một giá 1 triệu mấy. Hôm trước em có bán rồi, không nhớ giá, hình như bán 1 triệu 3, 1 triệu 4 chứ, 1 triệu 4, 1 triệu rưỡi gì á. Con này á như lúc trước em có một con niêu. Con này thì cũng chưa có dấu hiệu châm xăng này, nhưng mà nó có bảo quản, nó có té một miếng nè ha. Và cái chủ cũ của nó cắt, anh em chốt thì em có thể kiếm một cái emblem nhỏ để lắp cái chữ lại. Còn chủ đề này chủ đề zin, emblem zin luôn. Tiếc ghê luôn, con giúp bộ đẹp, chủ đề đẹp, bị này bị khắc. Con này lúc trước niêu hình như em bán 1 triệu 4, 1 triệu rưỡi vậy nè. Có một con niêu, con đó em bán rồi luôn. 1 tháng 7, mã số 10. Rồi em lên con cuối cùng. Đây, một con niêu. Đây là một con mừng thiên niên kỷ. Mạ bạc. Tình trạng là full book như vậy nha anh em. Con này lúc trước em có lên một cái, nó nằm trong một set đó, thì giá trị của nó nằm vô cái set nó sẽ cao hơn là con một cái con nằm lẻ. Ruột trùng 5 tháng luôn anh em. Còn bụi bặm nè ha. Gạt đá. Con này tình trạng niêu. Chủ đề là mừng thiên niên kỷ mới nè anh em. 2000 nè. Year 2000 limited. Con này full book theo về như vậy. Mã 11, 900, 950 chứ, nhầm,
950 nha nè. Rồi em xin kết thúc video tại đây. Xin chân thành cảm ơn tất cả anh em đã xem hết video của em. Những anh em mới xem kênh chưa đăng ký thì cho em xin một lượt đăng ký, một lượt like. Em cũng xin cảm ơn tất cả anh em rất là nhiều luôn quan tâm đồng hành theo dõi kênh của em và ủng hộ em. Xin hẹn anh em ở những video sau. Giờ công chiếu của em là 19:30 hàng ngày. Xin chào tất cả anh em và chúc anh em một tháng mới được thành nhiều thành công trong công việc và may mắn trong công việc ha. Xin chào tất cả anh em và hẹn gặp lại.